Liêu Khải Trí, Công Tôn Sách qua đời vì ung thư, chọn đời cống hiến cho nghiệp diễn. Liêu Khải Trí sau Hồng Kông đóng bến Thượng Hải, sát phá lang, vừa qua đời tối ngày 28 tháng 3 vì ung thư dạ dày. Mặc dù sau một vài tháng được điều trị tích cực, song nghệ sĩ vẫn không thể chống chọi được căn bệnh hiểm nghèo. Công ty quản lý của nam diễn viên đang cáo phó cho biết ông qua đời ở tuổi 67 tại bệnh viện Prince of Wales, Hồng Kông. Người thân ở bên cạnh ông những ngày cuối đời, rất đông người hâm mộ đã bày tỏ sự xót xa và thương tiếc cho nam diễn viên từ đóng vai Công Tôn Sách trong bộ phim Bao Thanh Thiên bản 1995, Đình Đám một thời. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thương tiếc, mong ông an nghỉ và gửi lời chia buồn đến gia đình cố nghệ sĩ. Một khán giả để lại bình luận, lại thêm một mảnh ghép trong ký ức tuổi thơ của tôi ra đi, sau Ngô Mạnh Đạt, showbiz Hồng Kông tiếp tục chứng kiến một cây đa cây đẻ rời bỏ trần thế. Diễn viên Lỗ Trấn Thuận, học cùng Liêu Khải Trí tại lớp đào tạo diễn xuất của TVB nói: "Cuộc đời vô thường, trước đây chúng tôi thường tụ tập, từ năm ngoái nhóm chúng tôi vắng anh ấy. Anh ấy ít nói, thường giữ nỗi niềm trong lòng, mong anh yên nghỉ." Liêu Khải Trí được cho từng dừng mọi công việc để tập trung chữa bệnh, mặc dù tình hình sức khỏe không mấy khả quan bởi tế bào ung thư di căn nhanh, ngôi sao vô gian đạo vẫn sống lạc quan, tin tưởng bản thân sẽ chiến thắng bệnh tật. Một số nguồn tin tiết lộ, diễn viên 67 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh từ năm ngoái nhưng ông không muốn làm phiền những người xung quanh nên đã giữ kín, chia sẻ với truyền thông qua tin nhắn. Sau phim Vô Gian Đạo 2 thừa nhận tình hình sức khỏe không tốt nên đã ngừng đóng phim vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của ekip. Ông khẳng định, hiện giờ cần không gian yên tĩnh để tĩnh dưỡng, né tránh các câu hỏi về bệnh của mình. Nghệ sĩ từng nói với người thân có niềm tin vượt qua bệnh tật, vợ ông, diễn viên Trần Mạnh Nhi, túc trực ở viện chăm sóc chồng. Trên Weibo, nhiều nghệ sĩ tưởng nhớ Liêu Khải Trí, Lý Nhược Đồng viết: "Đọc tin anh mất, tôi rất buồn. Chưa từng hợp tác nhưng từ lâu, tôi ngưỡng mộ tài diễn xuất của anh cùng lối sống chừng mực yêu thương gia đình." Tài tử Huỳnh Tông Trạch viết: "Chú Trí kính mến, được đóng phim chung với chú là vinh hạnh của cháu, tạm biệt chú." Sinh năm 1954, Liêu Khải Trí thường được gọi với tên thân mật là Trí Thúc. Ông là gương mặt kỳ cựu của TVB nói riêng và làng phim ảnh Hồng Kông nói chung. Vào nghề hơn 40 năm, Liêu Khải Trí từng tham gia nhiều tác phẩm danh tiếng ở mạng điện ảnh, truyền hình và cả sân khấu. Là một diễn viên giỏi của màn ảnh Hồng Kông, từng hai lần đoạt nam diễn viên phụ xuất sắc ở giải Kim Tượng. Ông lưu dấu ấn với khán giả qua nhiều phim điện ảnh như Vô Gian Đạo 2, Câu Chuyện Cảnh Sát 2004, Sát Phá Lang, Nhân Chứng, Nghịch Chiến, Vô Song, Đôi Chống Tham Nhũng. Trước khi ngừng công việc vì sức khỏe, ông đóng 4 phim đang chờ ra mắt, trong đó có Cỗ Máy Thời Gian năm 2021. Ở mảng truyền hình, Liêu Khải Trí góp mặt trong nhiều phim TVB như Bến Thượng Hải, vai Trần Tường Quý, Hồng Hy Quan, Hoa Hồng Đỏ, Bao Thanh Thiên 1995, vai Công Tôn Sách, Hồ Sơ Trinh Sát 3, Tuyết Sơn Phi Hồ, Cỗ Máy Thời Gian 2001, Ngưu Lang Chức Nữ. Thành công là vậy, song Liêu Khải Trí lại có cuộc sống hôn nhân đáng xót xa. Ông và Trần Mẫn Nhi quen nhau ở lớp đào tạo diễn xuất của TVB, kết hôn năm 1987, có 3 con trai. Năm 2003, con trai út Liêu Văn Nặc mắc bệnh ung thư máu. Trải qua hơn 2 năm đau đớn vì các đợt xạ trị, hóa trị, ban ngày Liêu Khải Trí ngừng mọi công việc, ở bên chơi với con, kể chuyện, massage cho Văn Nặc để cậu bé bớt đau. Ban đêm, ông làm việc ở nhà đài. Năm 2006, Văn Nặc qua đời, Trần Mẫn Nhi vì quá đau buồn, mắc bệnh trầm cảm. Trên app Liu Daily, Liêu Khải Trí từng nói, trải qua những mất mát, ông trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình. Diễn viên không oán trách số phận, tìm cách đối diện để vượt qua biến cố. Những năm cuối đời, Công Tôn Sách vẫn miệt mài đóng phim. Hình ảnh ông ăn cơm hộp, chuẩn bị cho các cảnh quay mới khiến netizen không khỏi xót xa.